Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Thì trong clip này mình sẽ làm về Illumia. Sau khi bên kia chọn ngô khống thì Illumia cũng là một lựa chọn tốt để có thể khắc chế được ngô khống của tay bên địch. Bởi vì cái thân trần của Illumia thì có khả năng làm lộ tầm nhìn á. Thì trong clip này thì mình không phải là mang Illumia đi đứng giữa, mà mình sẽ mang Illumia DSP, một chất tượng DSP thời điểm hiện tại cũng ổn. Bởi vì khả năng hiệu khống chế của Illumia cũng rất là tốt. Build đồ thì mình sẽ đó là sử dụng build đồ theo thiên hướng tánh cớ, gây cái độ khó chịu dành cho team bên địch nhá. Bởi vì đội hình của team bên mình thì toàn là sát thủ và máu giấy rồi. Nếu mà mình lên phun phép nữa thì ngục khống nó gõ chân lú cái đầu luôn. Nên là mình sẽ lên theo thiên hướng tánh cớ. Trận này DSP dành cho giáo sụ hiệp phụ lên hơi cao, mất đi cái tốc biến. Rồi, hiện tại thì ngục khống đang lao lại, mình sẽ sử dụng chiêu 2 đẩy lui ra, sử dụng chiêu 1 để hấp tung. Nói chung ngục khống mất để tiếp cận được mình thì phải tạo được cực kỳ là nhiều bất ngờ. Khống thì cũng khá là khó đấy. Bây giờ thì tèm bên địch đang ăn rông anh em ạ. Mình sẽ sử dụng chiêu 1 phát để tích nội tài này. Ok, pha này có nội tài rồi này. Hất tung đó là ngô khống này, ngô khống khá là thấp máu đấy kia. Rồi hất tung đó là ngô khống và tô rô tiếp này, và tiện ngô khống lên bảng điểm số. Rất tiếc đó là phá đỏ thì không ăn được con rồng, chỉ ăn được con rồng là lời. Ui, phá này bị fan đi tem đi kẹp gọc đường về rồi. Hơi lỗi anh em ạ. Với fan thì khi quăng chiếu cuối và nó lại sạt thương một phát thì cái lượng sát thương cũng rất tốt. Và mình phải lên bảng điểm số. Đối với Illumia thì về bộ chiêu thức của vị tướng này thì mình sẽ phân tích cho anh em cụ thể như sau. Về chiêu thức thứ nhất, anh em tung chiêu theo hướng chỉ định, trúng mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương. Và chiêu thức này thì anh em có hai dạng, ở dạng không có nội tài và ở dạng có nội tài. Thời gian có nội tài anh em tung chiêu như thế này, trúng mục tiêu thì gây sát thương lớn hơn. Bên cạnh đó thì giúp đó là anh em có thể là hất tung được và là tướng địch. Và chiêu thức này làm thế nào để có dạng nội tài thì anh em để phía dưới thánh máu của vị tướng Illumia thì có 2 điểm. Khi nào đạt đủ 2 điểm thì anh em sẽ đó là có đòn đánh nội tài giống như thế này nhá. Đấy, hất tung này. Rồi, lại hất tung tiếp, nhưng mà pha này thì chưa đủ cái lượng sát thương để ăn được Phoenix. Nhưng mà không sao cả anh em ạ, mình thì chưa đủ sát thương, nhưng mà bên tay mình lao vào thì cũng ăn được xà thủ tem địch rồi, vậy là cũng thành công. Một cách tích điểm nội tài của chiêu một nửa, đó là anh em sử dụng chiêu 2 trúng tướng địch dành cho mình. Khi anh em sử dụng chiêu 2 trúng tướng địch thì sẽ đó là đẩy lui tướng địch gây sát thương và kích hoạt đó là nội tài của cái chiêu mô đất. Đánh đẩy lui này, hất tung này, ui. Nhưng mà vẫn đủ đám, ngô khống vẫn đủ đám để ăn được mình. Ảo ảnh trảm được sử dụng, ăn được màng của ngô khống rồi. Nhưng mà bò tô rô thì khá là trấu và không ăn được. Ok, một rát của tay mình ảo ảnh trảm và ăn được màng của Phoenix. Butterfly tay mình lão lại. Double kill dành cho Butterfly, nhưng mà cuối cùng thì Mina của tem binh vẫn đó là lùng được cái màn chấm dứt của Butterfly. Một pha giao tránh và hóa hoạn đó là dành cho hai bên thôi. Về chiêu cuối của Illumia là thần trần, thì với cái chiêu cuối khi anh em sử dụng thì sẽ đó là khiến tất cả tướng địch sẽ bị lộ tầm nhìn. Bên cạnh đó thì sẽ đó là gây đó là sát thương nếu mà trúng. Nếu mà tướng địch đứng yên thì chắc chắn là sẽ dính, còn tướng địch di chuyển thì sẽ không dính được nhá. Thì đó là về chiêu thức của vị tướng Illumia thôi. Đây, anh em thấy khó chịu cực kỳ. Đây, hất tung liên tục luôn đấy. Kiểu
cách mà anh em kiểu là hất tung được đó nội tài của đó là chiêu một nhiêu, tức là anh em tích một điểm sẵn dành cho mình. Có chiêu một phát thì anh em sử dụng phát là anh em sẽ có là đòn đánh đấy, mình anh em sẽ có gọi là đòn đánh nội tài này. Hoặc là sử dụng đó là chiêu hai trúng tướng địch dành cho mình phát đẩy lui tướng địch ra, lập tức anh em sẽ có đó là nội tài của chiêu một. Đó, đây đó là đơn giản thôi, anh em có thể đó là sử dụng hất tung hai lần, tức là anh em tích sẵn trước hất tung này, đối phương lại thì anh em đó là hất tung thêm một lần nữa. Ui, phan anh ngộ không lại gõ rồi. Đây, hất tung ngộ không này và ngộ không lên bảng điểm số. Mình thì lên biểu đồ theo tính đường tánh cớ nên là Phoenix nổ đam, nhưng mà mình vẫn đang còn gọi là trên bản đồ. Mình có món đồ phụ trợ rồi, sau đó thì mình sẽ đóng huân chương trói kháng phép nhá. Nói chung ở trận đấu này thì mình sẽ lên theo thiên hướng gọi là đồ tánh dành cho đó là Illumia, qua đó thì giúp Illumia sẽ trâu bò hơn rất là nhiều. Tất nhiên thì anh em nên nhớ là biểu đồ tánh thì cái lần đám của anh em sẽ ít, nhưng mà khả năng gọi là chống chịu bên cạnh đó thì đó là cấu rỉa của tém đi cũng khá là tốt, kiểu tao hiệu khống chế á. Đặc biệt là ngộ không anh em á, ngộ không mà không sốc đám được mình thì gần như ở giai đoạn V6 mình có đồ xỉu không sốc đám được là rất là khó để bắt được mình nhá. Bên cạnh đó thì cái chiêu cuối thì anh em cũng giúp đó là làm lộ tầm nhìn hỗ trợ tím tốt hơn, có thể kết liễu đối phương từ xa ngắt cái trạng thái biến về. Có quá là nhiều thứ đến từ đó là cái chiêu cuối anh em á, kiểu mà tém địch tụ tập đông ấy, anh em sử dụng chiêu cuối phát gây sát thương rồi làm choáng cả 5 người nữa thì quả là tuyệt vời luôn. Đây pha này hất tung này, đối phương mất lại thì anh em cứ gọi là đẩy lui chiêu hai, anh em nên nhớ nhá. Cách chơi của Illumia đó là anh em sử dụng gọi là tích điểm nội tài trước như thế này dành cho mình. Còn chiêu hai thì anh em phải giữ đó là dành cho mình để đối phương mất tiếp cận, và thì anh em sẽ đẩy lui đối phương ra. Bên cạnh đó thì giúp anh em đó là có thêm đó là đòn đánh nội tài của chiêu một nữa, nên là chiêu hai thì anh em phải sử dụng một cách hợp lý dành cho mình. Ở trận đấu này thì phép bổ trợ phụ trợ thì mình sẽ lên đó là cái hôi huyết anh em ạ, để gia tăng thêm đó là cái lượng máu. Đây, ngục công lao lại này, làm choáng này. Hiện tại thì bò tô rô tem địch thì đang gông, và này thì đài địa chấn của bò tô rô sử dụng cho hết gông rồi mình mới sử dụng chiếu nhá. Đây, bò tô rô còn một tí máu và bò tô rô lên bảng điểm số. Rồi, ngục không của tem địch thì cũng phải lùi về rồi. Những cú cắt của Duy thì cũng sẽ hơi khó chịu, ngục không lao ra bị mình đẩy lùi ra, bị mình hất túng, và ngục không còn khá là thấp máu. Nhưng mà rất tiếc thì chưa đủ đam anh em ạ. Rất tiếc là chưa đủ đam để ăn được đó là ngộ khống của tem bên bàn. Nói chung tầm này thì ngộ khống để bắt được mình rất khó, bởi vì khả năng sốc đam thì chưa có thể sốc được, bởi vì mình cũng có gọi là đồ gia tăng thêm đó là cây lường chống chiêu rồi. Thứ hai nữa là để ngộ khống ăn được mình thì mình khống chế. Đây, pha này thì ăn được bò tô rô này, kiểu khống chế rất nhiều nhá. Illumia là một chất tử khống chế rất nhiều luôn. Chiêu 1 ở dạng nội tài thì anh em làm choáng này, chiêu 2 đẩy lui này, chiêu cuối làm choáng này. Đấy, anh em thấy thì tung chiếu. Và khi anh em sử dụng ở đòn đánh nội tài của chiêu 1 thì tâm nó cũng rất là xa. Bây giờ mình có đồ kháng phép, có huân chương trói đó nhá, thì sẽ không sợ đó là những cú cắt đến từ dưới nữa. Ở trận đấu này lý do vì sao đó là mình sử dụng đó là cây huân chương trói khá là sớm để tránh sự sát thương đến từ dưới, đến từ những cú cắt. Sau đó thì mình sẽ đóng đó là đồ kháng đám vật lý đó. Rồi, bò tô đô lao ra đang gông, đài địa chấn của bò tô đô cũng được sử dụng. Nhưng pha này thì Esu gặp bò tô đô thì nên bắn thương nhá. Trận đấu này thì ngộ không còn bị khắc chế bởi đó là Esu nữa, nên là mình cũng không cần lên đó là cái mặt xoay mạp nhá. Thế này là quá đủ rồi, bây giờ ép luôn này. Tích điểm nội tài một phát này, sử dụng chiêu một thêm phát nữa, có đòn đánh nội tài này, hất tung được này. Tém đến như lao vào đến từ vị trí của Vurat, nhưng mà cái trụ thì vẫn chưa lấy được. Rồi, lại chuẩn bị đòn đánh nội tài này. Ok, pha này đi. Đòn đánh nội tài này, hất tung bo này. Ngủ không lao vào gõ hai gõ, nhưng mà cái lượng sát thương thì chưa đáng là báo.
Rồi, cái trụ chỉ còn xíu máu, hất tung đó là xa thủ tém đi tiếp này. Sử dụng đó là chiêu hái này, hất tung tiếp này, mình tốc biến lui lại này, và ngủ không tém địch thì cùng chạy về hái gõ, nhưng mà lượng máu của mình thì vẫn đang còn, đó là khoảng hơn 1.000 máu, và lui về một cách an toàn. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Anh em phải đi đấu trận thì mình sẽ sử dụng đồ phụ trợ. Đồ phụ trợ thì phụ thuộc vào trận đấu. Thứ hai thì mình sẽ lên dây. Món đồ thứ ba thì sẽ lên đó là cái con chước trói để kháng phép anh em ạ. Thứ tư thì mình sẽ lên đó là cái khiến thất truyền, để đó là giảm mà tốc đánh của tướng địch đánh vào sẽ bị làm chậm và kháng đám vật lý. Thứ năm thì sẽ lên đó là có lẽ là cái mắt na beret đột sát thương cũng được. Và món đồ cuối cùng là giáp hồ mình nhá, đó là build đồ mình sử dụng dành cho Illumia. Rồi, bò Toro đang có ý định là cấn bột, ui eo xuống bắn thương đi ông ơi. Đừng có ngắm nữa, bắn thương thôi. Ngô Không lao lại bị mình đẩy lui ra, bị mình hất tung. Tôi Ngô Không thực sự luôn ấy. Đây, bị đó là pain của tém mình, đó là sử dụng diệt hồn túi và đuổi theo luôn. Và này hất tung này, pain của tém mình lao lại nhưng mà bị dưới của tém địch đẩy lui ra rồi. Cũng được, như vậy là thành công rồi. Gần như nói chung chơi vì tướng Illumia này Ngô Không rất là khó để tiếp cận được. Bởi vì tăng hình, điểm mạnh của Ngô Không là tăng hình, nhưng mà thân trần và thì làm lộ tầm nhìn á. Và này mình sẽ bút máu dành cho đó là xa thủ nhưng mà bị bo Toro khống chế. Và chịu rồi anh em ạ, thì cứu rồi. Ok, bo Toro này, cái này thì bo này, thân trần luôn này, bo Toro thì khá là trâu. Thực tế thì với build đồ này thì những vị tướng tánh cơ thì mình gần như gây ra đám không đáng kể. Ngô Không vừa lao ra lại bị mình hất tung tiếp. Build đồ này thì lượng đám của anh em sẽ ít nhá. Tất nhiên thì anh em sẽ đó là giúp đồng đội khống chế tốt hơn và chống chịu và gọi là trụ lại gọi là lâu hơn. Còn anh em không thể đòi hỏi build đồ này đám to được. Rồi bây giờ thì bo Toro của tém địch thì đang lên. Còn này mình sẽ đứng phía sau này nhá. Ui thì mình bỏ ta ra. Rồi hất tung bo này. Ui nhưng mà bo gông thì không hất tung được. Không sao cả. Và này thì Mina của tém bên bàn thôi miễn. Mình sẽ gọi là tốc biến lui về, quay trở lại xả thật thương luôn. Bo Toro cũng đáng tới. Ui trâu quá anh em ạ. Gặp hai ông đó là siêu trâu bo luôn. Đó là Toro và Mina. Gặp những ông trâu bo này thì cầm éo xù thì bắn thương thôi, đừng có ngắm bắn. Bắn thương thì cái lượng sát thương sẽ tốt hơn đấy. Còn ngắm bắn mất máu không nhiều đâu. Ngắm bắn là những vị tướng máu giấy. Thì với build đồ này thì chắc chắn là việc anh em đó là chủ yếu là hỗ trợ là chính thôi. Còn để về được việc cán bàn rất khó. Ví dụ bây giờ mình lên toàn 3 món đồ tánh cả. Kể cả đồ phụ trợ mình cũng lên theo thiên hưởng gọi là tánh, chứ không phải là phép. Nên build đồ này thì chủ yếu là khống chế, giúp đó là đồng đội và khống hài, khống sờ đó là Ngô Không. Anh em thấy thế này, giờ gần như Ngô Không gặp mình hoặc là bị mình đẩy lui ra. Combo thì không thể tiền mình lên bảng điểm số được. Thứ hai nữa thì gặp mình thì mình cứ gọi là khống chế thôi. Hiện tại thì xa thủ eo su tém binh đáng phải lên bảng điểm số. Bây giờ thì đình lại anh ta thân những bo Toro toàn lên check cáo cả anh em ạ. Rồi phải có éo xú kìa, bo Toro phải có éo xú. Anh em thấy mình đánh bo Toro không vào một tỷ đám nào cả, bởi vì bo thì rất là trâu luôn. Đài địa chấn của Toro được sử dụng. Bây giờ thì phút thứ 14 rồi, con ta thân xê giá biến mất và chờ con ta thân xê giá phút thứ 15 cấp 3 xuất hiện. Tầm này bo Toro là phải có éo su trì anh em ạ. Éo su thì với các đòn bắn thương bắn theo phần trăm máu nữa. Tuy là không ra chỉ mang nhưng mà lượng sát thương rất tốt. Ngô Không gõ hái gõ, mình chỉ mất khoảng đó là chưa nửa lượng máu, thân trần và làm lộ tầm nhìn của tướng địch. Nói chung Ngô Không mà gõ để ăn được mình thì hơi vất vả đấy. Trận này thì chỉ sợ là gì, chỉ sợ là đám của tém mình địch dồn nhiều người đó, còn một hai người thì có lẽ là để ăn được mình cũng hơi khó. Rồi bây giờ thì nói chung có giao tranh và tìm bên mình thì một đổi một dành cho tím mình địch rồi, và đáp bờ cứu dành cho bất tờ phở lái, vậy là cũng thành công. Và này thì éo xu tém mình tốc biển lên chơi luôn và ăn được dưới của tém bên bàn. Mình nghĩ là có thể tấn công được, kết thúc được trận đấu này.
mình chuẩn bị có chiêu cuối rồi nhá. Eo su tê mình đặt cái mặt bạn ơi, để tránh trường hợp đầy. Hay quá, đặt cái mặt quá là đẹp luôn. Rồi, thần trần luôn này. Tém địch thì lùi về rồi, không dám lao ra anh em ạ. Mình cứ tích đôi tài lao ra này, đẩy lùi này. Ui, Ngô Phong bay mau luôn. Kiểu là Ngô Phong cứ lao ra phạt là lô tâm nhìn phạt là mình sẽ đẩy lùi. Và phạt này thì sẽ kẹp góc luôn, đó là cho xa thủ tém mình bắn nhá. Đây, hất tung này, đẩy lùi này, và khống chế này. Và trận đấu kết thúc, cảm ơn anh em đã theo dõi kết nhá. Bye bye.